Chính thức diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2023, Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế Agro Việt 2023 là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực trong việc mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế, quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông thủy sản. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt củng cố và khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu. Agro Việt 2023 với sự tham gia của 100 đơn vị với 200 gian hàng và gần 1.000 mét vuông sàn ngoài trời trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, các loại máy móc thiết bị nông nghiệp của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội chợ đã diễn ra tuần lễ na và các sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp tỉnh Ninh Bình, khu quảng bá du lịch nông thôn và văn hóa vùng miền, khu trưng bày start-up trong lĩnh vực nông nghiệp, không gian trải nghiệm ẩm thực, v.v. Sau 23 lần tổ chức thành công, nhằm tiếp tục đạt được những mục tiêu về tăng trưởng, phát triển bền vững, hội nhập quốc tế cho ngành nông nghiệp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban tổ chức Agro Việt cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công Thương thực hiện hiệu quả các chương trình kết nối giao thương, mở cửa thị trường cho nông sản Việt. Thông qua nhiều giải pháp, trong đó nhóm các hoạt động xúc tiến thương mại đa dạng, thiết thực sẽ luôn được thực hiện một cách linh hoạt, bài bản, phù hợp với tình hình mới để đạt được hiệu quả cao nhất.